Ok, chào các bạn. Thì ngày hôm nay mình sẽ chế một cái máy cấp nguồn di động các bạn nhé. Sử dụng cái module RD6018 này, Radeon này các bạn này. Đó, cái module này được rất nhiều anh em ưa chuộng về cái độ chính xác và cũng như là cái công suất của nó nhá, khá lớn nhá. 6018 của nó là công suất nó rất là cao, gần 1 ký. Đó, gần hơn 1 ký kilowatt các bạn ạ. Rồi, đó. Thì ở đây là mình đã thiết kế cho nó một cái file in 3D các bạn nha. Nguyên bản cái vỏ của nó rất là to. Thì mình muốn cho nó gọn lại á. Cái vỏ của nó chạy sử dụng với điện 220V thì mình muốn cho nó gọn lại nên mình thiết kế cho nó một cái file in 3D các bạn này. Vừa zin luôn các bạn nhá. Đó. Đây, và các bạn có thể để ý cái chất lượng file in của nó rất là tốt luôn. Đấy. Thì ở đây chúng ta cần thêm một công tắc này này. Thì cái file in nhé các bạn nhé, cái file G-code để bỏ máy in ấy là chúng ta, mình đã để trong phần mô tả video nhé các bạn, check file trong đó nhé. Bạn nào có cái mặt module này và muốn làm theo một cái giống như của mình á thì có thể tải cái file in đó về và các bạn in ra đó là được. Đấy, cắm vào máy in là in luôn nhá. Rồi, ok, ở đây mình cần thêm một số pin 18650 nữa các bạn này. Ở đây mình làm cho nó một cái cục pin 48V. 48V là mình cần ở đây là 26 cell pin. Mình dùng toàn cell Li-Sen luôn nhá, dòng giá 20A luôn nhá các bạn nhá. Thì nó cho ra cái công suất maximum khi mà đưa vào cái module kia. Và một cái mạch bảo vệ nữa, 13S nữa. Rồi, tất cả những cái liên kết mua hàng này mình sẽ để trong phần mô tả video nha. Anh em nào muốn làm có thể là truy cập đó để mua hàng nhá. Đó, riêng cái bộ này thì mình mua trên Banggood. Giá của nó đâu đó hơn 1 triệu. 6 mấy đô các bạn, khoảng 1,5 triệu. Cái bộ này rất là tốt, có màn hình này. Mình có 2 bộ. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành làm nhá. Let's go.
Rồi, ok. Như vậy là mình đã chế xong cái máy cấp nguồn này, xách tay các bạn nhá. Công suất của con này rất là lớn luôn. Thì cái file in 3D mình nhắc lại các bạn là file in 3D mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video này. Bạn nào đã có tiền mua cái mặt của cái máy cấp nguồn này rồi mà chưa có tiền mua vỏ thì các bạn có thể sử dụng cái file in 3D của mình. Và các bạn có thể thấy là thiết kế nó phải nói là thực sự hoàn hảo luôn các bạn nhá. Thì cái chỗ này nó là cái lỗ sạc. Thì các bạn ở đây mình dùng pin 48V. Thì mình sẽ dùng cái sạc của xe đạp điện các bạn nhé. Đây là cái sạc của xe đạp điện vôn này này. Xe đạp điện 48V này. Xe điện 4 bình ấy. Mình sạc. Đó. Đây, chưa vào. Đấy. Hiện tại đang hết điện các bạn ạ. Rồi. Thôi, vứt cái sạc đi. Giờ vẫn đủ điện để xài. Thì bây giờ nó là như thế này. Bật lên. Ok luôn các bạn nhá. Đó. V12 này. Bây giờ mình sẽ test nhá. Phải nói là làm ra từ trước giờ mình làm ra đồ chưa bao giờ mình ưng ý bằng cái đồ này các bạn ạ. Chưa bao giờ mình ưng ý bằng cái món này. Chưa có cái món nào mình đã ưng ý bằng cái món này. Ok, test vôn cho các bạn nhá. 12V đúng luôn. Mình rất là ưng ý với cái bộ nguồn Riden này này. Là bởi vì cái độ chính xác của nó rất cao. Đấy, đây. V này. Mình sẽ tăng giảm vôn đi nhá, 2V. Rất chính xác luôn, rất chính xác luôn các bạn nhá. Đó, như thế này xách tay là tha hồ là muốn sửa cái gì, muốn sửa ở đâu thì sửa rồi các bạn ạ. Đấy. Được chưa? Hết cỡ điện rồi. Đó. 39,17V đúng không? 39,19, 39,20V. Rất chính xác luôn. Đấy. 24,02V. Ok. Thì con máy cấp nguồn này có nhiều chức năng thông minh. Các bạn có thể vào đây để xem. Đó, ví dụ như ở đây. Ok. Lâu lâu ngày mình không dùng đến cái đồng hồ này, cái máy cấp nguồn này mình cũng quên đấy các bạn. Bởi vì là từ trước đến giờ chỉ gọi là xài máy cấp nguồn như một cái máy cấp nguồn thôi chứ không có vọc linh tinh. Ở đây nó hiển thị như máy hiện sóng luôn các bạn này. Bây giờ sẽ test cho các bạn xem. Cái motor này là motor 12V, mình sẽ cài từ 10V đấy nha. Đấy. Rồi các bạn sẽ để ý được thấy là cái biểu đồ công suất và cái biểu đồ đồ thị của nó sẽ thay đổi như nào. Đó. Cho gần lại cho các bạn xem cho nó dễ. Các bạn thấy chưa? Quá là ngon lành luôn. Quá ngon lành luôn đấy. Cái biểu đồ này, cái đường này nó sẽ chỉ thị cái là tương ứng nhá. Màu xanh lá nó sẽ là vôn. Okay. Màu xanh lá sẽ là vôn, màu xanh dương sẽ là dòng điện và màu đỏ này sẽ là nâu này nó sẽ là oát. Đó. Cái này còn cài giờ nọ kia được cơ. Còn muốn chuyển về mặc định nhá thì đây. Đấy. Rồi, ok, như vậy là trong video này mình đã hướng dẫn các bạn chế một cái máy cấp nguồn di động. Đó. Cái file in này thực ra là nó chỉ tốn cái thời gian in thôi. Mình mất hơn một ngày để in ra cái hộp này các bạn ạ. Đó. Rồi, thì tất cả những cái thứ cần thiết mình sẽ bỏ trong phần mô tả video. Anh em nào cần thì truy cập vào đó. Ok, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Giờ thì sạc cái này vô đầy điện vào đã. Đấy.